chợt nghe lòng thấy nhớ ai. Qua nhiều năm tháng dệt nhiều mộng mơ, người ơi có thấu chẳng tình tôi. Nga muội, em đi đâu vậy? Em đi bắt bướm. Định rủ đại ca đi bắt bướm với em. Em tưởng là đại ca đang giật kiếm. Trời ơi, đi tìm muốn chết vậy. Ai dè ngồi đây một mình mơ mộng ha. Đúng đó, anh ngồi đây anh mơ mộng đó. Anh mơ mộng anh đang chờ đợi một người đó. Trời ơi, chờ đợi một người. Dẫu hen, đó giờ dẫu không chịu nói cho tôi biết hen. Ai vậy? Nói cho em biết đi. Nói cho em biết phải không? Bây giờ nói sơ sơ thôi nha. Người cô gái trẻ đẹp, duyên dáng, nhất là cái miệng cười có duyên đó. Dễ thương, tính tình trẻ con. Ở đâu? Ở gần đây thôi. Chỉ cho em biết đi. Anh chỉ ha. Anh chỉ thiệt à nghe. Để anh sao mắc cỡ. Trời ơi, sao mà nhát quá vậy. Bây giờ anh chỉ cho em đi. Rồi em làm mai cho anh. Vậy ha. Anh chỉ em làm mai cho anh ha. Người con gái đó ở gần đây ha. Trời ơi, sao có nói lòng vòng của ai ha. Hồi hộp quá, tính nói mà hồi hộp quá. Thôi, để bữa nào anh sẽ nói. Giờ anh nha muội à. Dạ. Tánh gì? Em sao mà vẫn hồn nhiên như thuở nào, thuở chúng ta còn bé bỏng cùng đùa vui bắt bướm hái hoa. Thì bây giờ cũng vậy, muội và đại ca vẫn vui đùa, còn vẫn cùng nhau đi bắt bướm, hoặc là say sưa ngắm nhìn đàn chim về muộn lúc hoàng hôn. Muội à, sao muội vẫn xem đại ca như như người anh của thuở nào, như những ngày mới được sư mẫu đưa về đây nuôi dưỡng. Trời ơi, biết có nên nói hay không đây. Nga muội à. Dạ. Còn đại ca bỗng nhiên thấy lòng mình khác lạ. Đại ca, tiểu muội có làm gì cho đại ca phiền muộn không? Không. Nga muội ơi, mỗi lần dừng chân nơi vườn hoa, lòng của đại ca bỗng xúc cảm bâng khuâng. Nhớ từng dấu hài em qua lối nhỏ bướm già qua như rộn ra và qua ngàn bước lá từng nhìn theo. Trời ơi, đại ca bữa nay mơ mộng quá hà. Nga muội à. Dạ. Từng bước em đi liệu cũng nghiêng hờn xanh sao. Hai. Đại ca ơi, chiều ghẹo em làm chi. Em bên sâu vào trong đai mắt, và anh sẽ giữ bên lòng suốt trọn cả đời. Anh nghe bướm sâu vào bên em qua nào, bướm nhớ nhau.
xinh ngát cánh hoa này. Dài lên mái tóc của em, tôi em dần qua ngủ khờ, lòng chưa biết dương ngủ sâu, anh đừng làm em sao động tâm tư. Cánh bướm vô tư bay vừa qua sao bóng lưng sâu, phải chăng đánh mất nghiêng đầu anh sẽ bên tâm đời. Đại ca chờ đợi cái gì? Đợi chờ mùa xuân đến để em mặc áo hồng đi giữa vườn hoa. Bố, em mặc áo hồng đẹp lắm hả đại ca? Đẹp lắm, đẹp hơn bất cứ loại hoa nào. À, vậy thì để ngày mai em sẽ xin với sư mẫu một bộ áo hồng. Mẹ anh sẽ vui lòng chấp nhận vì mẹ rất thương anh. Là vậy? Tại sao sư mẫu cho em là vì thương anh? Bộ sư mẫu có thương em sao? Thương em như thương anh vậy, cho nên mẹ muốn em mặc áo hồng cùng anh tại tông đường làm lễ cưới. Thôi, em không chịu đâu. Đại ca nói kỳ quá hà. Kìa, em định đi đâu? Em đi du ngoạn. Em muốn đến ngôi chùa nơi lưng chừng núi để lễ Phật. Anh về nghe lệnh mẹ, rồi anh sẽ đến đón em nhé. Em đi nha. Anh đón em nghe không? Vâng, tôi đã quyết định rồi. Tôi phải trả thù cho cha mẹ. Xin cảm ơn Nhược Thủy cô nương. Xin kính gửi lời cảm ơn Thiên Nhai khách. Thôi, trách nhiệm tôi đã xong, xin giả biệt. Chú Tiểu. Mô Phật, kính chào bà. Tôi không phải là bà. Chào tiểu thơ. Tôi không phải là tiểu thơ. Dạ xin lỗi. Thưa chị. Trời ơi, tôi vậy mà gọi là chị. Gọi bằng bà không chịu, gọi tiểu thơ không bằng lòng, gọi chị thì cũng không chấp thuận. Vậy chứ người ta biết gọi là gì? Nánh, ta đang nói chuyện chú Tiểu đừng xía miệng vào. Người ta như vậy mà gọi là chú Tiểu à? Ừ, ta gọi gì thì mặt ta nã câm miệng lại. Không câm. Không câm thì cứ nói. Không nói. Không nói đứng đó chơi. Chú Tiểu. Chú Tiểu. Dạ thưa. Thưa bác. Dạ thưa bác. Dạ đúng rồi. Trời ơi, bộ tôi già lắm sao gọi tôi tới bằng bác lận. Dạ xin lỗi, tôi không biết phải gọi sao cho tiện. Thì hãy gọi là Tâm Ca. Thôi bây giờ Nhược Thủy phải lên đường. Vâng, cô nương hãy về, kẻo dưỡng phụ cô nương đang trong đợi. Xin giả biệt Tâm Ca. Nhìn gì dữ vậy? Đẹp nhưng hơi thế nào kiểu cách mặt ta có dính dấp dính nàng đâu. Tôi là một cô gái bất hạnh, áo vải quần thô. Tôi rất ghét những cô gái kiêu sa trưởng giả. Đó là một điều đố kỵ không tốt. Cuộc đời này không có gì là tốt đẹp. Người ta xâu xé nhau, giành giật nhau vì danh lợi, tiền tài, địa vị. Thì đừng đem những ngôn ngữ qua què ra để làm đẹp thế gian. Tuổi của nàng, tuổi của ta, đáng lý phải yêu mê từng cánh hoa nở muộn, đắm đuối từng đợt khói hoàng hôn, hay ít nhất cũng phải mơ tưởng đến một chàng trai nào đó quỷ mị thường tình. Nhưng thôi, tôi phải lên đường, sẽ có một ngày hội ngộ. Tâm Ca xin tạm biệt. Dạ còn tôi cũng xin cáo biệt cô nương để vào pha trà dân sư phụ. Khoan, sao vô phép quá vậy? Tôi còn ở đây mà ông định bỏ đi đâu? Mô Phật, cô nương còn cần điều chi nữa? Xì, ông chưa phải là thầy tu mà mở miệng ra là mô Phật. Mô Phật. Nữa, cũng mô Phật nữa. Dạ xin cô nương miễn chấp, tôi đã quen miệng rồi. Nhưng tôi cấm ông mô Phật hoài. Dạ tôi có làm gì Phật ý cô nương? Không cần biết, tôi ghét ai làm ngược lại ý muốn của tôi. Tôi mà nổi giận là ông Nguyên à. Mô Phật, cô nương dữ dằn quá, tôi không dám ở đây lâu. Đứng lại.
tôi bắt buộc ông phải ở lại để nghe hết những lời nói của tôi. Dù khó khăn tình cảm, dù hung và đang ghét, tôi nào dám nghĩ xấu về cô nương. Xin hãy thứ tha kẻ dại khờ. Nhìn nét mặt thảm khổ của ông, tôi muốn đánh cho một trận nên thân. Dạ, xin cô nương thương tình dung thứ tội. Kẻ chưa từng lịch lãm đó ở đây, nên coi nhiều cư xử dụng về, chắc là làm phiền lòng cô nương. Không, tôi không có chi phải phiền lòng, nhưng tôi ghét cái mặt lời thờ của ông. Mô nên dạ im. Ông dạ, ông mới nhìn thẳng vào mặt tôi đi nè. Dạ nhìn đâu vậy? Dạ hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt của tôi nè. Dạ dạ, nhìn thật sâu là nhìn sao? Dạ dạ, tôi không biết. Trời ơi, ngu ơi là ngu à. Nhìn cho thật sâu là nhìn cho đậm đà, nhìn cho tha thiết, nhìn cho âu yếm, nhìn... Dạ tôi không dám nhìn vậy đâu. Chứ tiểu thật là khờ khạo à. Ta sẽ theo chọc hoài cho bỏ ghét. Từ nay ta sẽ gọi gã là... Này nhỏ, nhỏ là tiểu. Mà ngu à, ngu là ngất. Tử là chết, ý mà không phải tử là con, tiểu khóc con. Đúng rồi, tiểu khóc tử ơi, chết ngươi rồi. Tiểu khóc tử ơi, ta chọc hoài cho ngươi chết luôn. Thống nhất giang hồ, ta sẽ là ba chủ võ lâm. À, kìa, sư phụ, sư phụ. Ai? Trời, bệnh cũ của sư phụ lại tái phát nữa rồi. Ai đó? Dạ, con đồ đệ đây. Ồ, thằng nhỏ. Dạ. Ta đã bảo nhà ngươi không được gọi ta là sư phụ. Dạ, nhưng mà người đã truyền thụ võ công cho đồ đệ 5 năm rồi. Học được tới đâu rồi? Dạ. Hả? Dạ, con dụng về dốt nát, chắc là không lĩnh hội hết những gì sư ông dạy. Không sao. Nhà ngươi học được cũng tốt, không học được cũng mặc tình. Dạ, bẩm sư ông. Thôi. Dạ. Ta truyền thủ võ công cho ngươi. Vì 5 năm trước, khi ta ngã quỵ bên bờ suối, giảng sinh tình cờ qua đó gặp ông và đã đưa ông đến nơi này để ông lo chữa bệnh dưỡng thương và theo ông đến ngày hôm nay. Trong khi quay cuồng vì tuyệt vọng, ta có tự nguyện với lòng ta, ai cứu sống ta mang về, ta sẽ truyền thủ võ công. Ta hứa là ta đã làm tròn, ngươi đừng bận biểu mà chi. Dạ, tôi còn có một điều thắc mắc là không biết học võ công và kiếm thuật để làm gì? Để làm ba chủ võ lâm, để giết kẻ đại thù đại quan. À, đúng. Phải giàu nội lực, phải giỏi võ công để giết kẻ đại thù đại quán.
ta phải giết cả đại thù đại quán để rửa hận cho cha mẹ ta. Nhà người nói gì? Dạ, tôi nói là tôi sẽ cố gắng luyện tập đêm ngày để khỏi phụ lòng ông già vợ. Tổ cha nó, ta bảo là ta không cần. Kết quả tốt hay xấu cũng không ăn thua gì ta hết. Ông có sao không ông? 5 năm trước, ta tưởng ta đã bỏ thầy bên bờ xuôi lễ tuyệt. Ta sẽ nguyện với lòng, kẻ nào cứu được ta, ta sẽ truyền dạy hết võ công bí kíp. Bây giờ ta phải làm hết bổn phận về lời hứa của ta. Nghĩa là nửa đêm nay ngươi trở lại đây, ta sẽ truyền dạy cho bí kíp Đông Kim Chỉ. Dạ, còn bây giờ ta phải vào hang động, ngăn chặn cơn bệnh đang hoành hành. Ông, nhà ngươi ở đây chờ ta và không cho bất cứ một ai vào đó. Dạ. Thì ra là nhà ngươi. Tiểu quốc tử, mạnh giỏi chứ. Ủa, nhà ngươi điếc hả? Ta hỏi mà sao nhà ngươi nín thinh vậy? Ủa, nhà ngươi câm nữa hả? Tiểu quốc tử. Dạ. Ta hỏi ngươi đó. Hả? Dạ, nãy giờ cô Lương nói chuyện với ai à? Trời đất ơi, lẽ ta nói chuyện với ta? Ở đây chỉ có ta với ngươi, ta nói chuyện với ai nữa? Dạ, vậy mà tôi cứ tưởng là cô nương nói chuyện với ông tiểu ngốc tử nào chứ. À, ta nhớ ra rồi. Nhà ngươi có biết tiểu ngốc tử là ai không? Dạ là ai à? Là ngươi đó. Là tôi. Chứ ai? Tôi là tiểu ngốc tử. Chứ ai? Ta tặng cho nhà ngươi tên tiểu ngốc tử đó. Nhà ngươi bằng lòng không? Dạ. Bằng lòng không? Dạ tôi. Bằng lòng hay không? Dạ bằng lòng. Ừ. Nếu không bằng lòng mà cô nương sẽ làm dữ hơn nữa. Rốt cuộc rồi tôi cũng phải bằng lòng. À, biết vậy thì tốt đó. Tiểu ngốc tử. Tiểu ngốc tử. Dạ có tử. Sao tôi gọi mà nhà ngươi không trả lời? Dạ xin cô nương thứ lỗi, bởi cái tên còn mới quá. Lôi thôi quá. Hãy nói là tiểu ngốc tử xin nghe. Dạ tiểu ngốc tử xin nghe. Biểu. Dạ. Lại biểu. Dạ bẩm cô nương, dạ tôi. Mau. Dạ. Người tên gì? Dạ tiểu ngốc tử. Không, ta hỏi tên thật của ngươi kìa. Dạ Trần Tử Tâm. Trần Tử Tâm. Chà, tên người cũng đẹp quá ha. Hả? À, dạ còn cô nương. Ta hả? Bạch Thiên Nga. Bạch Thiên Nga. Cái tên cô nương đẹp quá. Lần thứ nhất ta nghe ngươi khen ta đẹp đó. Tiểu ngốc tử à. Tại sao tiểu ngốc tử lại lìa xa ngôi chùa cũ đến nơi này? Vì tôi không còn xứng đáng sống nơi cửa từ bi. Tiểu ngốc tử à, tiểu ngốc tử đừng có buồn nữa. Kể từ nay mình sẽ là bạn với nhau ha. Hả? Tôi sẽ là bạn với cô nương hả? Ừ, có gì đâu trở ngại. Ôi, dạ thôi, cô nương dữ dằn quá, tôi không dám làm bạn với cô nương đâu. Trời ơi, ông làm như tôi là sư tử vậy hả? Nè, tại tôi nói nhiều vậy chứ, thấy tôi vậy chứ. Hiền khô hả? Hả? Cô nương hiền khô hả? Có vậy chứ, mặt hiền khô hả? À, tiểu ngốc tử ơi. Dạ. Nè, từ nay tôi không có ăn hiếp ông nữa đâu, hiểu không? Cô nương nói thiệt hả? Tôi nói dốt lần nào chứ. Hỏi tôi hỏi lui hoài.
Ông mà còn hỏi thêm một lần nữa nha là tôi sẽ tống cổ ông vào hang động suốt đời. Dạ, dạ tôi... Im! Sao? Rồi giờ đứng im đó sao? Sao ngươi không nói? Được, ta cho phép nói đó. Dạ, nếu cô nương cho phép thì tôi nói. Nói đi. Dạ, dạ thôi. Dạ. Sao vậy? Dạ, cô nương nói trước đi, tôi nói sau cho nó chắc ăn. Chứ để rồi tôi nói tầm bậy thì cô nương rầy nữa. Nè, ông có bằng lòng làm bạn với ta hay không? Ờ, dạ thôi. Sao vậy? Dạ, tại vì cô nương dữ dằn quá, tôi không dám làm bạn đâu. Tôi bắt buộc ông phải tuân lời. Dạ. Sao? Dạ, dạ xin cô nương cho tôi suy nghĩ lại. Không cần phải suy nghĩ gì hết. Một là ông sẽ là bạn của tôi. Hai, ông sẽ là bạn của hang đá ấy. À dạ, nếu vậy thì xin cho tôi được vào hang đá ấy. Vì nó là vật vô tri, sẽ chẳng ăn hiếp tôi. Và sự cô liêu chắc sẽ làm cho tôi yên ổn được tâm hồn. Khoan, tôi đã hiểu được tâm sự của Tự Tâm. Xin Tự Tâm thứ lỗi, vì từ nãy giờ tôi chỉ đùa giỡn với Tâm cho vui đó thôi. Hả? Từ nãy giờ là cô nương chỉ đùa giỡn hả? Dạ. À, cô nương nói thật hả? Dạ thật mà. À, Tự Tâm mà, từ nay Nga Muội sẽ gọi anh là Tâm Ca. Tâm Ca, chịu không? À, còn Tâm Ca phải gọi em là Nga Muội. Nga Muội. Muội. Tâm Ca. Nga Muội. Tâm Ca ơi. Nga Muội, từ nay Nga Muội phải hứa với Tâm Ca là đừng có dữ dằn và đừng có ăn hiếp Tâm Ca nữa nha. Không có đâu. Từ đây Nga Muội sẽ hiền lành và ngoan ngoãn từ bây giờ và mãi mãi về sau. Nếu như Muội có làm điều chi lầm lỗi, xin Tâm Ca hãy thứ tha cho một cô gái ngu khờ đã xúc phạm đến Tâm Ca rồi. Chờ phút giây này đời Tâm Ca lìa xa nói thiện môn, và từ nay dân thân vào phiêu du. Trong tâm tư người luyến một vùng trời yên ấm, giảng hạnh vô cùng cho thân phận cô đơn. Từ buổi sáng nơi cổng chùa em quay về, nhớ mãi trong tôi. Đêm dài lạnh gió mây buồn,
Sao anh nói chuyện chia lìa, lòng em vẫn quyết một lòng, cho tâm tình này thêm buồn ba đau thương. Gối mộng đêm sương nhớ nhớ thương thương lạnh nước sông Hồ, dù cho góc biển ven trời hai ta nguyện không đổi giờ. Từ nay trên khắp nẻo giang hồ xuôi ngược, anh và em không một phút rời nhau. Cùng gọi sương sớm, cùng ngắm trăng lên, cùng chia gian khổ trên suốt đoạn đường phiêu bạc. Em sẽ ngồi giá áo anh bên sườn đồi nắng ấm, anh sẽ dìu em dưới thung lũng mờ sương, hát bài ca tình tư nhóm lửa đón hoàng hôn. Muôn hoa ghen tức tình hai đứa, ngàn bước bận quần lẻ cánh hãy chấm dứt mối tình quỷ mị, hãy mai gươm rửa hận phúc giây này. Kìa, ông là ai? Ta là kẻ chết đi vừa sống lại, 20 năm biển biệt phía chân trời. Ông đến đây để làm gì? Để ngăn cản một mối tình quan nghiệt mà ta biết hậu quả sẽ rất thảm thương. Vô lý, tôi và Nga Muội yêu nhau chân thật thì không một quyền lực nào có thể phân đôi. Đó là những lời vô trách nhiệm. Nhà ngươi có biết cô gái này là ai không? Là ai mặc kệ tôi, ông lấy quyền gì ngăn cản? Quyền của một kẻ đời lao đao lận đận, 20 năm trời chỉ chờ đợi một lần thôi. 20 năm, 20 năm ta đã đếm từng phút từng giây, rồi hạnh ngộ thêm ngỡ ngàng chua xót. Hả? 20 năm? Thưa ông, tôi là kẻ hậu sinh vụng về ngu dại, có gì bí ẩn xin ông chỉ bảo rõ ràng hơn. Thù hận. Hả? Thù hận? Ông biết gì về thù hận? Ông là ai? Thiên nhai khách. Thiên nhai khách? Lão tiền bối đã ân cần gửi lại lá quyết thư. Kẻ giống ơn này xin cúi đầu tạ lỗi. Nhà ngươi hãy đứng lên. Câu chuyện của ta và nhà ngươi còn dài lắm, nhưng có một điều cần giải quyết bây giờ. Chuyện giữa tôi và Nga Muội? Đúng, phải chấm dứt ngay tức khắc. Tại sao? Vì cô gái ấy là môn đồ của vợ chồng Chu Thiên Cát. Trời! Tâm ca, có điều gì hệ trọng mà Tâm ca phải buồn thảm thê lương? Nga Muội ơi, còn gì nữa? Hết rồi, hết tất cả rồi. Không, em đã làm gì nên tôi mà nửa chừng phải vội vã ly tan? Ông là ác quỷ từ đâu hiện tới? Tại sao định phá vỡ mối tình thơ mộng của chúng tôi? Thà đau khổ trong một giây một phút còn hơn phải ân hận suốt đời. Không, tôi không có gì phải ân hận cả. Dù phải đương đầu với mọi hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng nguyện yêu Tâm ca mãi mãi. Đó, lão tiền bối có nghe thấy không? Một tình yêu đậm đà, chân thật thì không có lý do nào phải ly biệt cùng nhau. Trần Tử Tâm, nhà ngươi đã đắm mình vào một tình yêu không lối thoát. Nhà ngươi đã phủ rải công ơn của những kẻ đã hy sinh. Nhà ngươi đã ngủ vùi trong sắc hương quên cừu hận. Nhà ngươi đã làm cho ta thất vọng điên.
hoài không nuôi dưỡng đâm hờn. Ta đã lặn lội vô xương gót mòn kêu bạc xương gian bắt không nguôi lòng sầu hận. Nắng giang nam không ấm được nỗi cô đơn. Ta lê lên tâm thân tàn chờ đợi mong một ngày hội ngộ với nhà ngươi. Khi mầm xanh đã trưởng thành trong gian khổ mới phân minh đâu là nghĩa nặng tâm thù. Lão tiền bối, dù tại hạ là kẻ hậu sinh nhưng quyết sẽ phân minh đâu là tù thâm, đâu là nghĩa nặng. Vĩ à, vĩ thì nay chỉ còn một con đường là hãy chấm dứt ngay mối tình quỷ mị, nuôi dưỡng căm hờn nguyện rèn ý chí để một ngày đối mặt với bọn phản sư môn. Kim cầu hận chung lớn như ánh lửa để quét sạch kẻ thù trả nợ nghĩa ân, cho kẻ chết được yên lòng nơi chính suối, và để cho ta giữ trọn nghĩa giang hồ. Ta chỉ có bao nhiêu lời thì ngươi liễu định, do bên trời đã trở lạnh từng cơn. Ta sẽ lên đường bốn ba xuôi ngược đời, một ngày ta sẽ hành ngộ với nhà ngươi. Lão tiền bối, tùy nhà ngươi chọn lựa. Lão tiền bối, lão tiền bối, trời ơi, tâm ca. Tâm ca, tâm ca. Kìa, Nhược Thủy cô nương. Tâm ca, anh đã làm cho dưỡng phụ tôi buồn bã bỏ đi. Tại sao, tại sao anh làm như vậy? Anh có biết dưỡng phụ của tôi là ai không? Là người đã gửi lại lá quyết thư. Người chính là Thiên Nhai Khách. Mà cũng là người đã dài công hạng mà cứ thoát canh trong cảnh dầu sôi lửa đỏ trong một chiều xưa mau đổ nhuộm sân chùa. Trời ơi, như thuốc mộ. Phải, người đã sinh ra tuổi mộng quý hoàng để cứu lấy một mầm xanh bé bồng vì một lời trăng tối tiên. Rồi hôm nay anh chỉ chút tình riêng mà quên bỏ bao nhiêu điều trong đời. Mối thù xưa còn đang gian vằn nặng thì tại sao anh lại quên đi một cách vui vàng? Trời ơi, là dư tục vụ của tôi mà tôi nào hay nào biết. Người đã hy sinh một đời cho sự nghiệp. Đây là tình của chúng ta đầm gian dở. Em quay về với số phận của riêng em. Quang ra mùi. Tâm ca, tôi không ngờ anh lại nặng tình như thế. Đắm đuối tâm hồn vào xa đọa trầm luân. Anh đã quên những kẻ dắt máu tim vô cạn và những người đã gục chết giữa đau. Họ là những người thân thuộc của anh. Họ mong được chết để cho anh được sống. Họ chấp nhận cả một tương lai bi thảm để cho mầm xanh cao vút tầng mây trời. Bây giờ anh đã biết rõ ràng câu chuyện định đoạt thế nào tùy ở nơi anh. Tôi xin giả biệt để quay về
cùng sức cho tiếp tục với ngày mai cho lang thang. Thôi, tôi xin giả biệt. Khoan, Nhược Thủy, hãy chờ tôi với. Tôi đã quyết định rồi. Anh quyết định thế nào? Tôi phải gặp Dư Thúc Phụ để tạ tội cùng người, và sau đó sẽ tìm giết kẻ đại thù đại quán. Tốt lắm, tôi ra ngoài đợi anh. Hãy ở lại để nói với người ta lời vĩnh biệt. Đứng lại! Cô nương muốn gì? Nàng đừng kiêu hãnh, nàng đừng thích thú trên sự đau khổ của người ta. Lạ quá, từ lúc đến tới bây giờ tôi chưa có nói với cô nương một lời nào hết mà. Đó là một thái độ miệt thị, một cư xử khinh thường, không xứng đáng như một cô gái nho phong lễ giáo. Tôi là gái sơn đông mãi võ, đầu đội nắng trưa nóng bỏng, chân đạp sỏi đá đường xa, thì làm sao có được cốt cách phong lưu như những cô nàng tiểu thư ẻo lả. Thôi Nhược Thủy, Nga muội, đừng cãi giải với nhau làm chi nữa, cho lòng anh càng thêm đau đớn xót xa. Tôi chưa có dám xúc phạm đến người đẹp của anh đâu, có chi mà anh vội vàng ngăn cản à? Thôi mà Nhược Thủy, anh đi theo cô gái đi đi, đừng có nói thêm một lời nào nữa. Phải từ biệt với nhau nữa chứ, cuộc chia tay nào mà lại không có nước mắt tiễn đưa. Im! Ta cấm nàng mai mía. Đó là sự thật. Cô nương có dám cam đoan với tôi là cô nương sẽ không rơi nước mắt vì cuộc chia tay vĩnh viễn này không? Thôi thôi mà Nhược Thủy ơi, tôi van cô nương đó, hãy để cho tôi được bình yên vài giây phút cuối cùng này. Ít nhất thì anh cũng phải cầu xin như vậy, để sự ra đi của tôi có ý nghĩa một đôi phần. Tôi ra ngoài ấy đợi anh, và không có đợi lâu đâu nhé. Dần dần, chút xíu tôi ra liền. Tâm ca Nga muội. Chắp tay gian dài với trời cao, đừng giết tình tôi, giết mộng đầu. Đôi ngả từ đây trời cách biệt trọn đời, hai đứa phải xa nhau. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Mềm trên cỏ rối, rồi rạng sáng ngày mai khi bình minh trở dậy, thì hạt sương kia sẽ tan rụng dưới trưa nồng. Hai tiếng đưa nhau bằng giọt lệ sao cùng, rồi anh sẽ làm kẻ độc hành trên suốt đoạn đường xa. Từng bước chân đi nghe đau niềm tập biệt, nhớ từng lời ao ước chuyện tương lai, chuyện chúng mình ngỡ đẹp như mơ, ngờ đâu phải dối gian. Sẽ ra sao
nhau ơi, chúng ta đã lạc loài trong định số, thì đành cúi đầu chấp nhận thương đau, cũng như một loài hoa em giữa nơi miền tuyên tay sông cô liều trong túi hận âm thầm. Một mảnh tình thiên xin em giữ lại bên lòng, và hãy xem như là kỷ niệm thoáng mơ hồ qua giấc ngủ tàn khuya. Cuộc đời em còn một tương lai rực rỡ, đừng vì anh mà phí bỏ quãng đời xuân. Hãy quên đi những gì ước đau đến anh ngộ, cho buổi chia lìa nhà không vướng bận mối niềm đau. Trời ơi, mối tình đầu của người con gái sâu thẳm như đại dương bát ngát như mặt trời, thì làm sao cũng lắm xót xa nhiều đau đớn. Nếu cần hơn em xin gục chết tại nơi này. Nga Mùi ơi, em đừng đặt anh vào một hoàn cảnh khó khăn, làm cho anh phải lỗi đau như những người đã khác. Phụ đại công ơn những kẻ đã bớt hy sinh để giật dành cho anh một cuộc sống. Nếu có thương anh thì em hãy quay lưng ngoặt mặt, cho anh được làm tròn trách nhiệm. Và cuộc họp mặt này đây là lần sau cuối, để rồi chúng ta sẽ trở thành thù hận, và cùng nhau dung tay mà giải quyết một mâu chuyện thâm thù. Tâm ca, có lý nào chúng ta lại trở thành cừu địch? Chu Thiên Cát đã sát hại cha mẹ anh, đâm sư phụ anh mù đôi mắt, cướp lấy ngôi vị trưởng môn, và suýt chút nữa là đã giết luôn cả anh và Dư Thúc Phụ. Trời ơi, sư phụ và sư mẫu của tôi. Anh đã thề trước linh hồn của những người đã chết, anh sẽ giết sạch bọn phản đồ, cả cha cả con cả thầy cả trò, giết hết, giết hết. Tôi sẽ không bao giờ để cho anh động chạm sư phụ và sư mẫu của tôi. Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ một ai trong bọn phản đồ. Tôi cũng sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám xúc phạm đến những người thân thuộc của tôi. Ngăn cản ư? Ta sẽ giết luôn nè. Được, mời anh Tuấn Kiếm. Mời nè. Tâm ca Nhà Mồi. Trời ơi, làm sao chúng ta có thể giết được nhau? Nga Mùi, Tâm ca, không, dù sao anh cũng phải làm tròn bổn phận của anh. Trời ơi, nghịch cảnh gì mà cay nghiệt. Tôi, em biết là sẽ không còn giữ được tâm đâu. Dù trước dù sau thì cũng đành ly biệt, nuối tiếc phút giây rồi cũng chia xa. Nắm lấy tay em lần sau cuối, một lần thôi nhé, một lần thôi. Trở về chôn chết nụ cười. Tâm ca Nga Mùi. Không,
Thưa bà. Kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi là kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàn, đội gió tuyết trở về đây. Để làm gì? Để chúc mừng bà đến hôn lễ, để kiếm tìm một vài kỷ niệm thoáng qua mau. Kìa, ông muốn nói gì? Tôi không hiểu. Tôi muốn kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đăng trình. Đêm qua tôi có về ngang nơi hò hẹn cô, thì mới hay cô gái giờ đã sang sông. Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Dạ vâng. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để tiễn đưa mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi có chiều nào dừng chân nơi quán lạ, thì xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Tôi đã ra đi là tôi chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc, như loài chim buồn lạc lòng giữa cánh sương. Bà ơi, nếu một phút giây nào bà còn chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà hẹn, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm già nhỏ cho nhau dài giọt lệ ban đầu. Ông là ai mà tại sao lại nghẹn ngào nức nở nhắc chuyện ban đầu của hai đứa xa nhau? Phải chăng ông là kẻ đã ra đi và bỏ lại sau lưng niềm trong lành? Bà ơi, ví như tôi đã cùng bà thề non hẹn biển, giấc mơ xưa cũng không còn gì nữa. Khi rượu tân hôn còn nồng hơi nở phía loan phòng, tâm ca bà đã bình yên khoác áo theo chồng. Một cuộc đời vàng son qua mộng, bỏ lại bên đường một vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà thêm hôn lễ được vô vàn hạnh phúc. Và hãy quên đi vì đêm gặp cờ trôi dầm trời xa, không bỡ ngỡ mộng sống để cho bà bình yên lên kiểu cưới. Đó là quyết định của sư mẫu, em làm sao cãi lời người đưa. Thưa bà, dù muốn dù không gì thì bà cũng sẽ trở thành vợ người ta. Và tôi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc, có tiếc thương cũng đành xa biệt. Mong mỹ nào rồi cũng tàn cuộc giữa năm xưa. Thôi đường bà đi, đường tôi bước, chẳng gót quan hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên tiền rừng cỏ lắng nghe tiếng chim quyên rộn rã kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống, bên chồng và bên những đứa con sinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, bụi sông hồ sẽ vùi lắm bước chân qua. Tâm ca,
những lời nói của Tâm Ca làm cho Nga chết được. Vì lòng Nga vẫn còn tha thiết yêu Tâm. Cảm ơn bà. Hết rồi, giữa tôi và bà không còn gì để nói với nhau. Xin giả biệt. Tâm Ca, Tâm Ca. Nga muội, chắp tay dáng dài với trời cao, đừng giết tình tôi, giết mộng đầu. Trời cách biệt trọn đời, hai đứa phải xa nhau. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Tuyết rồi xa nhau muôn đời. Buồn này dẫm nát gọi sầu mưa tuyết. Nga trở lại phòng khuya nghe chết lành Tâm hồn. Đôi ngả từ đây tôi ước mộng tương phùng, xin nắm lấy tay Nga lần sau cuối, rồi ân cần trở lại đây để gặp Nga lần sau cuối, rồi sẽ dấn thân vào giữa mọi gian nguy. Nga gian anh ấy quên bỏ hận thù, càng trả hận hận thù thêm chất ngất. Lòng ta đau xót tận can trường, họ đã nhẫn tâm giết mẹ cha ta không một chút xót xa lòng. Họ làm cho ta trọn đời đau khổ, sống luôn nhờ nơi cửa từ bi. Nếu không nhờ ơn sư phụ trở sự hy sinh tận cùng của dư thúc phụ, thì thân bé bồng của ta đã ra thành cát bụi, không còn gì để đưa lại đến ngày nay. Trời ơi, tôi đang đứng giữa một bối thù sâu thâm thẳm, một bên là ân nghĩa dưỡng nuôi, còn một bên là ân tình. Dù sao thì chúng ta cũng vĩnh viễn xa nhau. Tâm ơi, bây giờ đã sắp hết mùa thu, những cội ngô đồng khẳng khiu trơ trọi, những bầy chim xa xác trở về nam, làm cho nỗi ly tan càng thêm buồn thảm. Nga đã khóc cạn rồi dòng dư lệ.
trên mái tóc lần sau cuối, mái tóc nguyên trinh của thuở nào. Bạch Thiên Nga kìa, Bạch Thiên Nga kìa, ông nhẹ nhẹ tay với nàng một chút chứ. Xin cảm ơn lời chỉ dạy của ông. Nga, em có đau lắm không? Anh xin lỗi Nga nhé. Đại ca, từ lúc quen nhau cho tới bây giờ, anh chưa một lần nào dám làm cho Nga giận dỗi, thì có lý nào anh lại cư xử nặng nề với em? Nhưng mà lần này... Đại ca hờn giận. Không, anh đau xót chứ không phải là hờn giận. Em có nghe chưa? Em có nghe chưa? Thứ đau xót đậm đà và thâm thía, nó lẫn sâu vào mạch máu buồn tim, nó làm cho anh chập chờn và chơi vơi. Đại ca, xin đại ca hãy thấu hiểu cho em. Người ấy là... Người yêu của em. Gã trầm tư và kiêu dũng rất xứng đáng là kẻ đối địch với anh. Đại ca, chắc ông biết đây là hôn thê của tôi. Vâng, tôi biết. Chắc ông biết chúng tôi sắp cử hành hôn lễ. Vâng, tôi biết. Chắc ông biết đây là vùng đất cấm của phái Tuyết Sơn. Vâng, tôi biết. Tại sao ông ngang nhiên vào đây mà không xin phép trước? Xin phép ai? Người nào? Ở đâu? Ở Tổng Đường. Và tôi là người cho phép. Quê hương này không có riêng ai cả, ta đến và đi là quyền của ta. Còn sự gặp gỡ riêng tư với một cô gái sắp có chồng, ông có quyền hạn ấy không? Có chứ, vì nàng chưa chính thức là vợ ông. Tôi đã cư xử với ông vô cùng lịch sự, thế mà ông đem thứ lý luận rừng rú ấy nói với tôi, thì tôi và ông chỉ còn một con đường nữa chọn. Xin người chỉ giáo. Khách giang hồ gặp gỡ chỉ thanh gươm. Đại ca, rất hân hạnh được đối đầu cùng với đại công tử Tuyết Sơn phái. Mời ông Tu Kim. Trời ơi, tôi biết phải làm sao đây. Đại ca, con trai dừng lại. Tiếc quá, lệnh của mẹ tôi đòi tôi trở lại, vì đã tới giờ chấp lệnh trưởng môn và cử hành hôn lễ. Tôi và ông sẽ gặp nhau vào giờ Sửu tại nơi này, sau khi tôi cử hành xong hôn lễ. Nhớ đúng hẹn. Chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết cho xong món nợ ân tình. Quân tử nhất ngôn. Nga, chúng ta trở lại Ngọc Trang Đường, mẹ đang chờ chúng ta đó. Hỡi tất cả môn đồ, hôm nay ta xin thay mặt trưởng môn phu quân trao kiếm lệnh trưởng môn tiếp trong mấy đời thứ 18 cho Chu Khắc Kiệt. Vậy từ nay tất cả môn đồ tuyết sơn phái chấp hành mọi mệnh lệnh của tân trưởng môn. Kiệt Nhi, hãy quỳ xuống nhận kiếm lệnh trưởng môn. Xin tuân lệnh thân mẫu. Bây giờ ta có chuyện riêng cần nói với Kiệt Nhi. Bạch Thiên Nga và tất cả môn đồ hãy ra ngoài tiếp khách. Tuân lệnh sư mẫu. Mẹ, có điều gì cần giải bảo? Kiệt Nhi, có một điều mà mẹ đã giấu kín từ lâu. Con không phải là con ruột của Chu Thiên Cát. Mẹ, đó là sự thật. Mẹ biết nói ra con sẽ đau lòng. Mẹ, vậy cha ruột của con là ai? Một ngày gần đấy con sẽ biết. Bây giờ
con hãy lo chuẩn bị cử hành hôn lễ cùng Bạch Thiên Nga. Trời ơi, tiếng pháo du quy đã bắt đầu rộn nổ phía loan phòng đưa người con gái sang sông. Từ đây và mãi mãi hết rồi mong ban đầu tôi đành vĩnh viễn chia xa. Trần tự tâm cháu dư thúc phụ cháu hãy quên đi một hình ảnh xa vời, gạt bỏ cho đại cuộc. Cháu có bao lần mà sao lòng vẫn quặn đau. Vì trách nhiệm thiêng liêng, ta và cháu phải gạt qua mọi niềm xúc động. Thúc phụ, nửa đêm nay nó sẽ kế vị trưởng môn, nó sẽ đối đầu với cha. Ở với ta và cháu. Nó là ai thưa thúc phụ? Nó là con của Chu Thiên Cát. Phải, phải, là con của Chu Thiên Cát. Ta mong nó là con của Chu Thiên Cát chứ không phải là thúc phụ an tâm. Nửa đêm nay cháu sẽ tiễn đưa nó vào đất chết để cho nó mang theo danh vị trưởng môn. Nó chỉ là kẻ hậu sanh. Cháu hãy tư tha cho nó. Thúc phụ, tại sao thúc phụ lại mềm lòng trước một hận thù phải trả? Tại sao? Nợ của chúng nó đã dai, mình phải đòi hết một đêm nay. Ta, trời ơi, thúc phụ, tại sao thúc phụ lại nghẹn ngào? Tại sao thúc phụ lại xúc động? Biến cố nào đã làm cho thúc phụ nản chí sơn lòng? Không, giành lại chức trưởng môn, giết hết bọn phản đồ, đó là tâm niệm của ta. Chỉ sợ cháu nửa chừng mà bỏ vợ, chứ ta thì làm sao ta quên được thù xưa. Thúc phụ an tâm, nửa đêm nay sẽ có hai cuộc so gươm để giải quyết một hận thù. Chu Thiên Cát và đứa con trai của gã vừa kế vị trưởng môn, vừa cử hành hôn lễ, đã hẹn so gươm với cháu tại nơi này. Tâm Nhi à? Dạ. Cháu có thể nhường cho ta cuộc so gươm này được không cháu? Thưa thúc phụ, không thể được. Vì ngoài việc hận thù, gã và cháu còn liên hệ đến một món nợ ân tình và danh dự. Chỉ cần một cuộc so gươm này, cháu đã trang trải hết bao nhiêu điều ân oán. Còn ta biết phải làm sao đây? Trời ơi, ta biết phải cư xử sao đây khi đôi bên đều là tình thâm nghĩa nặng nề. Trời, Thúc phụ nói gì là vậy? Ai là tình thâm mà còn ai là nghĩa nặng? Duyên cớ gì thúc phụ lại phân vân? Ta còn có một điều
mà ta vẫn ngậm ngùi chua xót, nói chẳng thành câu. Ước nguyện với tâm tư giữ kinh trọn đời, đến khi nào ta vĩnh viễn ra đi. Thì cháu sẽ hiểu rõ nguồn cơn, vì sao ta phải phân vân trong giây phút này. Túc phụ ơi, ơn nghĩa của túc phụ âm thầm cao sâu. Dù phải dắt càng máu tim để đáp đền, cũng không thể nào bồi đắp hết thâm ân. Trời ơi, có lẽ ta đã điên rồi, ta không còn biết gì nữa cả. Cháu, cháu hãy y hẹn với cuộc so gươm và nhớ là giết kẻ thù đừng bao giờ nương tay kiếm. Dạ, xin vâng lời thúc phụ. Còn ông lại Kiệt Nhi, Kiệt Nhi, ông gọi tôi thân ái như gọi người con sau bao nhiêu năm xa cách, ông định đóng vở kịch gì đây? Ta ta chỉ là cánh chim bạc gió sau cơn bão lớn, rồi một ngày tìm lại quê xưa. Một bông một thân thổ ấm đâu còn, từng lối mòn quanh hiu đầy sắc lá khô vàng. Con chim lạc đàn bờ vơ bay giữa trời cô đơn, cất tiếng kêu lạc loài như một lời than vang. Ông ở đâu mà tìm đến nơi này và nói những lời xa xôi, như thương tiếc như giận hờn. Một điều gì đã xảy ra? Có lẽ lòng ta đầy oán hận, hận cho thân và hận cả cuộc đời mình. Sau lắm nỗi đoạn trường, sau một đời khổ đau. Nhưng ông là ai? Đến đây có việc gì? Ta đến đây để thay mặt kẻ đã hẹn cùng ngươi so kiếm. À, hắn đã sợ hãi và xin hủy bỏ cuộc đấu hôm nay à? Không, hắn xin dời cuộc đấu lại một giờ sau nữa. Một giờ sau nữa? Phải. Được, tôi sẽ y hẹn. Con Kiệt Nhi con, nếu con biết đêm nay ta sẽ chết thế cho con mới hiểu lòng ta thương con đến mức độ nào. Trong đời ta, ta chỉ có một điều ao ước, có một đứa con để an ủi nỗi nhọc nhằn. Nhưng khi có được thì ta lại không dám nhìn nhận. Kiệt Nhi, Thank you.
sao lại phải bao phủ cả mặt mày? Chém giết lẫn nhau đâu phải là hành động đáng hạnh diện của con người mà khoe mày khoe mặt. Thôi, chữa dây dòng, hãy bắt đầu vào cuộc. Con người này là ai? Là ai? Là cha của tôi, là người đã hy sinh trong cả một khoảng đời tuổi trẻ rồi. Hôm nay cha tôi tiếp tục hy sinh bảo vệ con mình. Con biết rõ ràng sự thật, con là đứa con bất hiếu nhất trên đời. Trời ơi, đại dương thông phụ, Tốt phụ ơi, lần đầu tiên nhúng tay vào máu lại là lần gây trong tội gom ghê. Ân nghĩa nặng ngày xưa chưa trả, mà trời ơi, cháu lại xuống vuông đền đáp thăm ân. Lỗi ấy do ta cố tình sắp đặt thì làm sao cháu hiểu được nguồn cơn. Con chim đã tìm về tổ cũ thì mặc cho bão tố phong ba cuồn dậy thời bời. Cha ơi, gia đình hy sinh bằng một cái chết để mọi người hiểu rõ đầu đuôi. Nhưng quanh cha còn bao nhiêu người thân mến sẽ âu sầu buồn tuổi trọn đời thêm. Kìa, vô thiên cách đã đến, các con hãy giang ra để mặt ta. Ta đã có cách đối phó với đông kiếp dị. Dư phong, đã đến ngày kỳ hẹn ta đến gặp người đây. Vô thiên cách, ta đã chờ đợi từ lâu lắm. Cuộc hội ngộ này kỳ thú biết bao nhiêu. Chớ nhiều lời, hãy xem đi. Bí kíp võ công đông kiếp chi. Dừng tay lại. Hả? Chu Thiên Cát là ông sao? Phải, là ta. Còn ngươi là Trần Tử Tâm, giọt máu cuối cùng của Trần Đại Lành. Thật là quan trai lạ kỳ. Kẻ ta định tìm giết ta lại truyền thụ võ công cho nó. Còn người tôi tìm để trả mối phụ thù lại là kẻ tôi phải cúi đầu kêu là sư phụ. Trần, nhưng dù sao tôi cũng phải trả mối phụ thù. Hãy xem bí kíp võ công đông kim chỉ. Trần Tử Tâm, tam tuyệt luân kim. Dư Thúc Phụ, con Dư Phong, tao với mày sẽ đánh nhau cho tới chết. Hãy ta và người đánh nhau cho tới chết. Thúc Phụ! Cha!
Hãy nhận kiếm trưởng môn mà lo chu toàn môn phái. Trần huynh, ta sẽ trở về Thiên Nhai Từ. Trần huynh còn Bạch Thiên Nga, còn Tâm Ca, hãy săn sóc và an ủi cho nàng. Hai em ơi, hôm nay thù hận xưa không còn nữa. Vậy giờ đây ta cắt đi mái tóc xuân xanh. Lìa bỏ hồng trần, trở lại thiền môn. Nơi đã dưỡng nuôi ta suốt tuổi âu thơ. Ta đã quen với mùi hương dịu dạt hồn ta trong mõ sớm chuông chiều. Trần huynh ơi, em xúc động vô biên. Hận thù đã xóa tan, vừa yêu nhau thì lại chia lìa. Để ơi đừng thương cảm, giữ vẹn tình yêu chở che nhà. Để bước chân anh êm á về chốn Phật Kỳ Đài. Giây phút này đây đời đạo hai đường, đừng khóc nữa hai em. Anh xin trở lại chùa xưa. Tâm Ca. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy Đức Từ Bi xin cứu độ chúng sinh. Cầu vong linh Như Thúc Phụ và Chu Đại Nhân sớm siêu thoát từ tả các em. Tâm Ca.